Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại cuối năm. Chú gà trống trở lại trên đỉnh ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà Paris. Công an quận Tân Bình bắt hai vụ vận chuyển lưu thông hàng cấm. Kính thưa quý vị, mới đây Bộ Công Thương triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia nhằm tạo dịp đặc biệt cho mua sắm cuối năm trên các kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các kênh bán lẻ cũng đã tung hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn. Hầu hết doanh nghiệp Việt đã giảm giá hàng ngàn sản phẩm trên các kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử. Hạn mức khuyến mãi tối đa lên đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có kế hoạch cho chương trình mua sắm cuối năm và mua sắm Tết. Sàn Coop năm nay thì chuẩn bị lượng hàng so với Tết năm ngoái là tăng trưởng dự báo khoảng cố gắng tăng trưởng 30%. Và đặc biệt tập trung những mặt hàng bình ổn thị trường. Sức mua trong dịp Tết để rơi đâu khoảng 3-4 tuần trước Tết. Tốc độ tăng trưởng thì kỳ vọng của Sàn Coop đối với tăng trưởng năm nay là nó sẽ được 2 con số. Và tới đây còn một cái chương trình cũng rất là quan trọng là chương trình kết nối cung cầu với sự tham gia của 42 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp giúp cho thị trường Tết nó phong phú, đa dạng hơn và đặc biệt là có những hàng hóa có giá tốt. Sở Công Thương thành phố cho biết, để chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết Giáp Thìn, các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa với tổng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, mất cân đối cung cầu. Từ năm tới 2024, khách hàng sử dụng 100.000 đồng nước sạch từ công ty cấp nước Sài Gòn Sawako sẽ phải đóng thêm phí 25.000 đồng. Phí này trước đây gọi là phí bảo vệ môi trường. Sawako chỉ là đơn vị thu hộ và nộp về thành phố mà công ty không thụ hưởng. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết đơn vị sẽ thu hộ phí thoát nước, xử lý nước thải cho thành phố với mức phí là 25% giá trị hóa đơn nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Năm 2024, người dân Thành phố Hồ Chí Minh ngoài phí thoát nước, xử lý nước thải được quy định như trên thì phải đóng thêm thuế VAT, thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn 1 từ 1 tháng 1 năm 2024 đến 30 tháng 6 năm 2024, được tính 8% của phí thoát nước, xử lý nước thải, giai đoạn 2 sau đó về cuối năm là 10%. Việc thu này được áp dụng theo quyết định 17 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành năm 2021 và nghị quyết 110 ban hành trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Để người dân sẽ theo dõi số tiền phải đóng, Sawako sẽ có thuyết minh cụ thể trên hóa đơn tiền nước tại hệ thống dữ liệu khách hàng và hóa đơn. Người dân nhập số xem bộ vào, bảng thuyết minh sẽ hiện ra. Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã họp với chính quyền xã Hoàng Thu Phố, ban giám hiệu trường dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 và các cơ quan liên quan. Mục đích là xác minh nội dung phản ánh của báo chí về bữa ăn cho học sinh tại trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Báo cáo của huyện Bắc Hà cho biết, thông tin phản ánh 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm là có thật. Tuy nhiên, cần phải kiểm tra xác minh làm rõ thêm nội dung. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo giao đoàn kiểm tra liên ngành của huyện xác minh các nội dung vụ việc ở trường Hoàng Thu Phố 1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu Phố tổ kiểm tra xác minh việc thực hiện chế độ ăn cho học sinh bán trú, công tác lập và chi trả các chế độ, chính sách cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1 nghiêm túc báo cáo giải trình làm rõ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cũng sẽ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin. Với nhiều người, ngôi sao Giáng sinh có ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là trong dịp lễ Noel. Nắm bắt nhu cầu này thì ông Lưu Vĩnh Cửu, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cho ra đời những ngôi sao Giáng sinh từ đèn LED phục vụ cho nhu cầu trang trí vui chơi trong dịp lễ. Những ngày này, tại hẻm 41, đường Nghĩa Hòa, quận Tân Bình, cơ sở sản xuất ngôi sao Giáng sinh của ông Lương Vĩnh Cửu vẫn đang tất bật hoàn thành sản phẩm để kịp giao cho khách. Thường thì anh chuẩn bị cái nguyên liệu mà làm đèn Giáng sinh này là bắt đầu sau Tết Nguyên đán, chủ yếu là làm phôi, làm về những điện thô. Rồi bắt đầu đến tầm 15 tháng 8, 15-17 tháng 8 là bắt đầu lúc đó là cao điểm, bắt đầu mình lắp ráp thành phẩm. Năm nay, các sản phẩm của ông Cửu đã chỉnh chu hơn nhiều về màu sắc, mẫu mã, áp dụng công nghệ vào sản xuất nhằm tăng độ bền và đạt chuẩn xuất khẩu theo tiêu chuẩn của nước ngoài. Những lời cảm ơn trong đêm Giáng sinh của những người lớn
có những cái bác các bác rất là già rồi, các bác sử dụng cái ngôi sao của anh rất nhiều năm, và những đêm Giáng sinh là các bác cứ hay điện đến các bác chúc mừng, đấy là cái cảm xúc mà đẹp nhất mà nhận được cho đêm Giáng sinh. Năm nay, cơ sở của ông cũ còn đảm nhận việc trang trí ngôi sao với chiều dài 8m, chiều rộng 4m cho nhà thờ Đức Bà, quận 1. Hiện mô hình đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân thành phố. Bộ phim Dâu Bể Mùa Xưa đang dần đi đến hồi kết với nhiều nút thắt được hé lộ. Khai thác đề tài vốn rất quen thuộc với khán giả, nhưng loạt phim vẫn chiếm được cảm tình và sự quan tâm của nhiều khán giả HTV qua những sáng tạo trong nội dung kịch bản, nhất là góc nhìn nhân văn về những truân chuyên của người phụ nữ. Khác với nhiều vai nữ chính thường yếu đuối và cam chịu số phận trong các bộ phim xưa, nhân vật Bông trong Dâu Bể Mùa Xưa đã vùng lên để tìm lấy cô bằng cho mình. Cô ta vẫn chịu đựng, cô ta vẫn xuất giá tòng phu, vẫn hiểu cái gia giáo, nhưng cái lòng tự trọng bị tổn thương quá nhiều, thì cổ phải hành động để cổ bảo vệ danh dự cho cổ, bảo vệ danh dự cho cha của cổ, cho gia đình. Người phụ nữ trong xã hội cũ thường gắn liền với cụm từ hồng nhan bạc phận. Dưới góc nhìn nhân văn, ekip phim Dâu Bể Mùa Xưa đã dung hòa giữa cũ và mới để xây dựng hình tượng người phụ nữ. Cảm thấy rất là mừng vì các biên kịch và các đạo diễn đã cho những cái người phụ nữ trong cái thời đó một cái lối đi khác, và nó rất là phù hợp với lại xu hướng hiện đại, cũng giống như là cách suy nghĩ và cách sống của những người phụ nữ trẻ giống như mình. Hai tập cuối của phim Dâu Bể Mùa Xưa sẽ phát sóng lúc 19:30 ngày 19 và 20 tháng 12 trên kênh HTV9. Thế giới trong ngày có gì? Giáo hoàng Francisco cùng trẻ em thổi nến mừng sinh nhật tuổi 87. Bé gái Australia hiện thực hóa giấc mơ trở thành phi công lái máy bay chạy hoàn toàn bằng điện. Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francisco vừa mừng sinh nhật tuổi 87 vào Chủ nhật ngày 17 tháng 12. Sinh nhật của ông diễn ra vào thời điểm sắp khép lại một năm có nhiều diễn biến đáng lo ngại về sức khỏe của ông, và cũng là năm có nhiều cột mốc lớn trong nỗ lực của ông nhằm cải cách giáo hội Công giáo La Mã. Đến thăm trẻ em ở phòng khám nhi khoa do Tòa Thánh Vatican điều hành, Giáo hoàng Francisco đã cùng các em thổi nến chúc mừng sinh nhật tuổi 87 của mình. Trong bữa tiệc sinh nhật này, các em còn hát và tặng giáo hoàng một bó hoa hướng dương. Sau đó, trong một sự kiện Giáng sinh truyền thống tại quảng trường Thánh Phaero, Giáo hoàng Francisco một lần nữa kêu gọi kết thúc nỗi kinh hoàng của chiến tranh và lên án hành động tấn công của Israel vào một nhà thờ Công giáo ở Gaza. Giáo hoàng đã ban phước các tượng Chúa Giêsu để bọn trẻ mang về đặt vào tiểu cảnh Chúa Giáng sinh ở nhà. Ở tuổi 87, Giáo hoàng Francisco là giáo hoàng cao tuổi nhất trong một thế kỷ qua và là một trong những giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử của giáo hội này. Sinh ra tại Argentina, ông trở thành giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin từ năm 2013. Chú gà trống đã trở lại trên đỉnh ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà Paris, một biểu tượng mạnh mẽ cho sự hồi sinh của thánh đường từng bị ngọn lửa tàn phá vào năm 2019. Công trình dự kiến sẽ mở cửa trở lại sau chưa đầy một năm nữa. Nhà thờ Đức Bà Paris, công trình huyền thoại ở thủ đô Pháp, đang dần hồi sinh. Công trình phục chế đã tái ngộ với chú gà trống, một biểu tượng, tượng được cần cầu đưa lên ngọn tháp cao 96m vào cuối tuần qua. Từ dưới mặt đất phải chăm chú nhìn thật kỹ mới thấy tác phẩm, nhưng thực ra nó có chiều cao 90cm và tỏa sáng lấp lánh nhờ dát vàng lá lên 25 kg đồng. Chú gà vàng cũng là một phiên bản hoàn toàn mới so với mẫu gốc vốn đã hư hại nặng vì hỏa hoạn. Tổng giám mục Paris đã cử hành nghi lễ ban phước cho tượng gà trống mới với đôi cánh được thiết kế hình ngọn lửa. Con gà trống này gợi đến vụ cháy đã xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, rằng thánh đường đã trỗi dậy từ đống tro tàn và đồng thời ta cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của Chúa Thánh Thần. Gà trống là một trong những biểu tượng của nước Pháp và cũng có hiện tượng quan trọng trong Cơ Đốc giáo khi tượng trưng cho sự trở lại của ánh sáng sau màn đêm. Kỳ nghỉ lễ năm nay hóa ra lại là một điều thú vị đối với gia đình White ở Lexington, bang Kentucky, Mỹ. Mang cây thông về nhà hồi cuối tháng qua, họ không hề biết rằng có một chú chim bé nhỏ bị mắc kẹt trên cây thông Noel. Bobby Hayes, chủ một doanh nghiệp giặt thảm ở địa phương và đang làm việc tại nhà của gia đình White khi họ đi vắng, đã tìm thấy con cú đậu trên cành cây vào ngày 27 tháng 11 rồi. Khi đến gần, anh cho biết con cú đã trốn sâu hơn vào trong cây nhưng bị phát hiện vài phút sau đó.
Khi ấy con cú đầu trên cành cây phía dưới và vì nó ở sâu bên trong cây nên tôi phải mất vài phút mới tìm thấy con chim. Tôi bị sốc, tôi choáng váng, tôi có ba con chó. Chúng tôi sử dụng căn phòng này suốt, xem tivi và nhà bếp của mọi ngày đây không có dấu hiệu gì cả. Tôi còn tưởng anh ấy để thú nhồi bông hay đồ trang trí gì bên trong. Hayes đã thả con chim ra sân sau của gia đình White. Nó không bị thương và đã bay đi mất kể từ đó. Hy vọng chú cú non nớt sẽ sớm tìm được họ hàng của mình, nếu không sẽ có nguy cơ một mình trải qua kỳ nghỉ lễ. Giáng sinh đã đến sớm tại thủ đô của Guatemala vào chủ nhật cuối tuần qua khi mà ông già Noel tặng quà cho trẻ em, nhưng bằng một cách khiến cho chúng vô cùng bất ngờ. Ông già Noel đã đu dây tuột xuống từ một cây cầu đường sắt trên cao để tặng quà cho các em nhỏ. Người đóng vai ông già Noel ở khu ngoại ô La Paz của thủ đô Guatemala City này là người lính cứu hỏa 77 tuổi Hector Chacon. Một cảm xúc tuyệt vời thật khó chia sẻ, nhưng rất vui. Các lính cứu hỏa chúng tôi phục vụ cộng đồng, đây là một cách để làm điều đó. Ông Chacon đã phát quà cho trẻ em địa phương suốt 26 năm qua và chưa hề có dấu hiệu xuống sức. Cha mẹ của các em nhỏ rất hạnh phúc khi thấy con mình được nhận quà từ ông già Noel. Đây là một hành động thật đẹp và trên hết sẽ được cảm ơn ông cha con, người đã thực hiện sáng kiến này suốt nhiều năm qua. Các món quà Giáng sinh này có được từ một cuộc quyên góp từ thiện tại các trạm cứu hỏa trên khắp đất nước. Ngành hàng không Australia đang hướng tới mục tiêu giảm lượng khí thải carbon nhiều nhất có thể và một bé gái Australia đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành phi công lái máy bay chạy hoàn toàn bằng điện, đóng góp vào nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh của hàng không nước này. Sân bay Jandakot, thành phố Perth, bang Tây Australia. Cô phi công nhí đang học bay trên chiếc Pipistrel Alpha Electro, một chiếc máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi chạy hoàn toàn bằng điện. Khi lấy bằng, cô bé có thể trở thành phi công lái máy bay điện trẻ nhất thế giới. Lần đầu tiên em được lái máy bay là khi người hướng dẫn hỏi cháu có muốn thử lái không. Em hoàn toàn bất ngờ vì những chuyến bay trước đây em chỉ ngồi ghế phụ thôi. Đến bây giờ thì em đã có thể lái máy bay và sắp có giấy phép điều khiển một chiếc máy bay điện. Amy Spicer có đam mê làm phi công từ khi còn là một em bé mới 2 tuổi rưỡi. Ở tuổi lên 10, cô bé sắp sửa có trong tay bằng phi công lái máy bay điện. Giấc mơ sẽ trở thành hiện thực khi cô bé có bằng lái máy bay trước khi biết lái ô tô, mở ra một hy vọng về thế hệ phi công trẻ cho ngành hàng không xanh của Australia. Ở ngay phần sau đây sẽ là bắt quả tang tiệm tạp hóa tàng trữ động vật hoang dã. Tông đuôi xe tải, một người bị thương nặng. Thưa quý vị, lực lượng chức năng đang tiến hành đợt cao điểm phòng chống tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự vào dịp lễ cuối năm. Ngay trong những ngày đầu ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, Công an quận Tân Bình đã bắt hai vụ vận chuyển lưu thông hàng cấm. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn và thời gian 24/7, cùng với việc nắm chắc địa bàn, Công an Tân Bình đã phát hiện bắt quả tang hai vụ vận chuyển hàng trái phép. Vụ thứ nhất, lực lượng chức năng bắt quả tang Hình Văn Quý, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, đang vận chuyển buôn bán gần 2.000 bao thuốc lá điếu và xì gà nhập lậu. Tiếp đó, công an tiếp tục đánh mạnh vào các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, đã phát hiện và tạm giữ thêm một lô hàng cấm với hơn 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Lô hàng do Lưu Minh Cảnh, ngụ huyện Tân Bình làm chủ. Tang vật thu giữ ngoài số thuốc lậu, còn có một chiếc xe ô tô mà Cảnh dùng để vận chuyển hàng cấm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện một tạp hóa trên địa bàn tại thôn Đơn Dê, xã Phi Liên, huyện Đam Rông, tàng trữ trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã. Từ tin báo của người dân, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phát hiện tại quán tạp hóa tại địa chỉ trên do bà Vũ Thị Hoa, 43 tuổi, làm chủ, đang tàng trữ trái phép nhiều cá thể và các bộ phận cá thể động vật hoang dã trái phép. Tại hiện trường, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cá thể mèo rừng nhóm 2B, 10 cá thể khỉ, một cá thể rắn, một cá thể chồn, một cá thể giòn đá, hay còn gọi là con hòn, và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ các tang vật để phục vụ công tác điều tra. Thực hiện đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay mượn, mua bán giao dịch bất động sản.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Mậu, thành phố Huế. Từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức cá nhân, Tâm sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nạn nhân, lập các hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay mượn tiền. Sau đó, Tâm mượn lại các hồ sơ này và nói đem đi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa. Nhưng thực tế, Tâm đem hồ sơ các thửa đất đi bán hoặc tiếp tục cầm cố tài sản. Bằng hình thức này, Tâm đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền trên 15 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, Tâm cắt thông tin liên lạc, các tài khoản mạng xã hội và bỏ trốn. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Công an huyện Bến Cầu ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Trần Trung Nguyên và Nguyễn Thành Trí cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Trần Hải Quốc, Phạm Thị Keo cùng ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm. Trước đó, tối qua, trên quốc lộ 22A thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang xe ô tô do Nguyễn Nhật Trường điều khiển chia xe chở theo Huỳnh Trần Trung Nguyên và Nguyễn Thành Trí cùng 36 hộp pháo được chứa trong hai thùng giấy cát tông có trọng lượng khoảng 62 kg. Chí và Nguyên khai lên mạng xã hội đặt mua 36 hộp pháo với số tiền gần 25 triệu đồng rồi thuê ô tô do Trường điều khiển với tiền công 700.000 đồng một chuyến để chở đi sau pháo cho người mua. Trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tiếp đó, khuya cùng ngày, tại cầu Bầu Nổ thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang hai đối tượng Trần Hải Quốc và Phạm Thị Keo điều khiển xe máy vận chuyển 5 hộp, 5 bịch pháo có tổng trọng lượng 11 kg. Quốc khai số pháo mua của một người đàn ông Campuchia để mang đi bán lại cho người quen thì bị bắt giữ. Ngày 10 tháng 12, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Công an xã Cộng Hòa bắt quả tang Nguyễn Văn Đồng khi đối tượng đang chế tạo pháo nổ trái phép ngay tại phòng trọ ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa. Tại hiện trường, Công an kiểm tra thu giữ 66 quả pháo nổ có tổng trọng lượng hơn 8 kg, hai đoạn dây dẫn dài gần 3 mét, 80 gram thuốc pháo cùng nhiều công cụ mà Đồng sử dụng để chế tạo pháo. Đối tượng khai nhận đã tự tìm mua nguyên liệu và lên mạng học cách chế tạo pháo với mục đích bán kiếm lời. Mỗi kg pháo thành phẩm sẽ được bán với giá khoảng 500.000 đồng. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hôm nay, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng. Đang lưu thông trên đường, xe tải chèn ép một nam thanh niên bị ngã. Sau đó, thanh niên này rủ nhóm bạn đi xe máy đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng xe nói chuyện. Chiều qua, một nam thanh niên sinh năm 1990, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An, chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 46, bị ô tô tải điều khiển đi cùng chiều va chạm phải. Vụ va chạm khiến người thanh niên ngã xuống đường, sau đó nạn nhân cùng nhóm bạn đi xe máy đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải dừng lại nói chuyện. Khi cả nhóm đuổi kịp ô tô tải, do tài xế xe tải không xuống xe nên nhóm này đã dùng cành cây dài 1,2 mét đập vỡ gương chiếu hậu và kính cửa ô tô. Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An thụ lý. Khoảng 20 giờ tối qua, người đàn ông khoảng 30 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển xe máy hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông đến khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên phải đường. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị ngã văng rồi ngược trở lại. Người đàn ông nằm bất tỉnh trong vũng máu, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cập nhật vụ nổ kho xăng dầu ở thủ đô Conakry, Guinea vào sáng nay. Tính đến hiện tại, có ít nhất 8 người thiệt mạng và 84 người bị thương. Theo nhà chức trách, ước tính số người thiệt mạng chỉ là thống kê sơ bộ và ngọn lửa đã được khống chế. Vụ nổ xảy ra tại cảng dầu chính của quốc gia Tây Phi đã làm rung chuyển khu đô thị Kaloum thuộc thành phố Conakry và thổi bay cửa sổ của một số ngôi nhà gần đó. Ngay sau đó, lực lượng chức năng buộc sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực. Lính cứu hỏa sau đó đã nhanh chóng xuất hiện, nhiều xe chở dầu đã được binh lính và cảnh sát hộ tống rời kho. Chính phủ cũng thông báo đóng cửa các trường học ở thủ đô và kêu gọi người lao động ở nhà. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, đồng thời lực lượng chức năng sẽ tiến hành cuộc điều tra vụ việc trên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui và xin kính chào tạm biệt.